Thưa quý vị, thưa các bạn, sau hơn 6 năm thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN, Australia, New Zealand, kim ngạch xuất khẩu giữa Việt Nam và Australia tăng trung bình 4,7% một năm. Chính phủ hai quốc gia đã đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 10 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới. Australia là thị trường có quy mô dân số nhỏ, nhưng người tiêu dùng có thu nhập bình quân trên đầu người cao, cởi mở với hàng nhập khẩu, được đánh giá là rất tiềm năng cho các doanh nghiệp Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam và Australia đã trở thành đối tác thương mại quan trọng của nhau. Việt Nam nằm trong 15 nước có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất của Australia. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Australia trong 10 năm gần đây chỉ chiếm 1,8% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam và 1,7% tổng kim ngạch nhập khẩu của Australia. Như vậy, xuất khẩu hàng sang Australia còn rất xa so với tiềm năng của Việt Nam và nhu cầu nhập khẩu của nước bạn. Đã có không ít doanh nghiệp Việt Nam gặp thất bại khi giao dịch thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa với thị trường Australia. Nguyên nhân được các chuyên gia chỉ ra là doanh nghiệp Việt vừa thiếu thông tin thị trường, vừa không đủ sức quản lý chuỗi hàng hóa. Doanh nghiệp Việt Nam trước khi muốn xuất khẩu hàng hóa sang Úc và New Zealand thì cần trước hết là phải tìm hiểu được là hàng hóa của mình sẽ được có những cái lợi thế gì khi mà nhập khẩu hàng hóa sang thị trường này liên quan đến vấn đề thuế. Và tiếp theo đó thì doanh nghiệp cũng phải tìm hiểu các cái quy định liên quan đối với cái mặt hàng của mình. Ví dụ như mặt hàng đó có phải chịu yêu cầu về các cái giấy phép nhập khẩu hay không, hay là các mặt hàng đó có phải chịu cái yêu cầu liên quan đến các cái quy định về kiểm dịch và sẽ được hưởng các cái ưu đãi hay thuế, mức thuế là bao nhiêu, cũng như là có phải chịu các cái mức phí nào liên quan đến việc quá trình nhập khẩu sang đó hay không. Hiện rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến thị trường Australia, tuy nhiên với quy mô nhỏ và vừa, các doanh nghiệp Việt không có điều kiện sang khảo sát trực tiếp. Do đó, việc các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động chương trình xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường và đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu hàng hóa vào thị trường tiềm năng Australia đã giúp các doanh nghiệp nắm bắt được thông tin, xu hướng của thị trường này. Cái thế mạnh của chúng tôi thì chủ yếu nhất là thanh long ruột đỏ. Đối với hợp tác xã, chúng tôi cũng rất là mong muốn là được gặp gỡ và được đưa toàn bộ cái sản phẩm của mình sang các thị trường nước ngoài để có được tăng thêm được cái thu nhập cho tất cả các thành viên để làm sao mà đẩy mạnh được cái cây lương thực, cây hoa quả này xuất khẩu được sang nước ngoài để nâng được cái đời sống kinh tế cho bà con nhân dân của tỉnh Sơn La. Bên công ty mình thì có sản xuất sản phẩm trà Thái Nguyên và bột trà xanh. Đấy, hiện tại thì doanh nghiệp mình cũng đang tìm kiếm những cái cơ hội để xuất khẩu sang thị trường các nước. Thị trường Úc có cái phát triển rất là mạnh về cái sản phẩm nông nghiệp. Thế thì bên Việt Nam của mình thì cũng là một cái nước mà có cái lĩnh vực nông nghiệp phát triển rất là mạnh. Và đặc biệt là cái sản phẩm trà thì cũng rất là phổ thông ở trên thế giới. Hiện tại thì bên mình sản phẩm trà của Thái Nguyên thì nó mang tính truyền thống rất nhiều. Thế cho nên là hiện tới thì mình sẽ đầu tư một cái dây chuyền máy móc để đáp ứng được cái yêu cầu. Cái thứ hai là về cái nguồn nguyên liệu thì mình cũng sẽ làm sao để đảm bảo cái độ an toàn, độ sạch. Xác định được tiềm năng xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Australia, trong suốt thời gian qua, Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ, ngành, triển khai nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy xuất khẩu và mở rộng phát triển thị trường này. Hiện nay thì Bộ Công Thương có rất nhiều các chương trình liên quan đến xúc tiến thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp, đưa doanh nghiệp mà tìm hiểu các cái quy định của thị trường, không chỉ tại ở Việt Nam, tức là tổ chức thông qua các cái hội nghị, hội thảo, cũng như mời các cái chuyên gia liên quan đến xuất nhập khẩu, không chỉ của Việt Nam mà của nước Úc, trực tiếp của người của thương vụ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp, hoặc là doanh nghiệp có thể nhận các cái thông tin ở trên website của thương vụ vietnamtradeoffice.net mà không cần phải trực tiếp sang thị trường Úc thì có được những cái thông tin cơ bản ban đầu khi mà muốn xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Úc. Bộ Công Thương đã phối hợp với các cơ quan hữu quan triển khai công tác tìm kiếm, giới thiệu các tập đoàn lớn của Australia để chuyển giao mô hình công nghệ nông nghiệp tiên tiến của nước này phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Việt Nam. Mặt khác, tiếp tục nghiên cứu thị trường để tìm kiếm sản phẩm phù hợp của Việt Nam có tiềm năng xuất khẩu, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối bán buôn, bán lẻ của Australia, từng bước đưa hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường này.